Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá Việt Nam mới nhất của kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam. Để theo dõi liên tục những thông tin bóng đá cũng như ủng hộ cho chúng tôi, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Sau đây là những thông tin bóng đá đáng chú ý trong 24 giờ qua. Huấn luyện viên Didier Tholo tiết lộ lý do quay xe cho phép Quang Hải về Việt Nam đá AFF Cup. Tối ngày 16 tháng 11 theo giờ Việt Nam, VFC thông báo cho phép cầu thủ Nguyễn Quang Hải được trở về đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022. Trên fanpage chính thức của VFC viết: VFC đã đưa ra quyết định cho phép cầu thủ Nguyễn Quang Hải của mình được tham dự AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 20 tháng 12 theo đề nghị của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Động lực mạnh mẽ của Quang Hải và mong muốn của câu lạc bộ trong việc hỗ trợ cầu thủ này phát triển lâu dài là những điểm mấu chốt để VFC đưa ra quyết định này. Huấn luyện viên Didier Tholo của VFC cho rằng việc tham dự AFF Cup 2022 sẽ giúp cho Quang Hải phát triển, qua đó có thể đóng góp nhiều hơn cho đội bóng ở Ligue 2 trong phần còn lại của mùa giải. Động thái hiện tại của chúng tôi có nghĩa là Quang Hải sẽ có ít thời gian thi đấu hơn, nhưng tôi vẫn tin tưởng vào phẩm chất của cậu ấy, những gì cậu ấy mang lại và đặc biệt là những gì cậu ấy sẽ mang đến cho đội bóng của chúng tôi và giúp chúng tôi đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi muốn Quang Hải chơi đầy đủ các trận đấu với đội tuyển quốc gia, giúp cậu ấy trở lại mạnh mẽ hơn và đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong nửa sau của mùa giải. Ngoài đội hình, tôi rất coi trọng các cá nhân và sức khỏe của mỗi cầu thủ. Tôi biết giải đấu này quan trọng như thế nào với Quang Hải, cũng như tầm quan trọng của cậu ấy đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất, huấn luyện viên Tholo đánh giá. Như vậy, Quang Hải sẽ có mặt tại kỳ AFF Cup thứ 3 trong sự nghiệp. Tiền vệ sinh năm 1997 là nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Dưới thời thầy Park, Quang Hải đã thi đấu ở mọi giải đấu từ cấp độ U23 cho đến đội tuyển quốc gia, giành một chức vô địch AFF Cup 2018 và huy chương vàng SEA Games 2019. VFC đã cho phép Quang Hải trở về thi đấu tại AFF Cup 2022. Với nhiều người, đó là tin vui, nhưng với Hải Con, anh sẽ phải đánh đổi rất nhiều với lần trở lại này. Tối ngày 16 tháng 11, VFC đưa ra thông báo đồng ý để Quang Hải trở về Việt Nam tham dự AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay. VFC cho phép cầu thủ Nguyễn Quang Hải được tham dự AFF Cup 2022 sắp tới diễn ra từ ngày 20 tháng 12 tại Đông Nam Á, theo đề nghị của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Động lực mạnh mẽ của Quang Hải và mong muốn của câu lạc bộ trong việc hỗ trợ cầu thủ này phát triển lâu dài là những điểm mấu chốt trong định hướng của ban lãnh đạo và ban quản lý thể thao của VFC. Chắc chắn đây là thông tin rất vui với huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo lẫn người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bởi nhiều năm qua Quang Hải luôn là trụ cột, là nhân tố khó thay thế trong bộ khung của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng Quang Hải đã đặt dấu chấm hết cho tương lai của mình ở đội bóng nước Pháp, bởi lẽ AFF Cup 2022 vốn là giải đấu không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA. Khi Hải Con trở về Việt Nam, đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ các trận đấu của VFC tại đấu trường quốc nội. Điều đó chứng tỏ tiền vệ quê Đông Anh đã không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên trưởng Didier Tholo. VFC trích lời huấn luyện viên trưởng Didier Tholo: "Động thái hiện tại của chúng tôi có nghĩa là Nguyễn Quang Hải sẽ có ít thời gian thi đấu hơn, nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng vào phẩm chất của cậu ấy, những gì cậu ấy mang lại và đặc biệt là những gì cậu ấy sẽ mang đến cho đội bóng của chúng tôi và giúp chúng tôi đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi muốn cậu ấy chơi đầy đủ các trận đấu với đội tuyển quốc gia, giúp cậu ấy trở lại mạnh mẽ hơn nữa và đóng vai trò quan trọng trong nửa sau của mùa giải. Ngoài đội hình, tôi rất coi trọng các cá nhân và sức khỏe của mỗi cầu thủ. Tôi biết giải đấu này quan trọng như thế nào với Quang Hải, cũng như tầm quan trọng của cậu ấy đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất." Luôn một mực khẳng định tin tưởng Quang Hải, nhưng dường như đó cũng chỉ là lời đầu môi của huấn luyện viên trưởng VFC. Dù muốn dù không, phải thừa nhận rằng Quang Hải đã không còn được nhà cầm quân người Pháp tin dùng trong giai đoạn gần đây. Hồi đầu mùa giải, tiền vệ sinh năm 1997 được đá chính khá nhiều do VFC khủng hoảng lực lượng. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Didier Tholo sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 và Quang Hải được đá ở vị trí hộ công. Tuy nhiên, ở 6 trận đấu gần đây, huấn luyện viên của VFC ưu tiên sử dụng sơ đồ 5-3-2 để chơi phản công và tận dụng sức mạnh của cặp tiền đạo. Bên cạnh đó, Henry Saivet, cầu thủ cạnh tranh vị trí với Quang Hải, đã thi đấu ấn tượng và chiếm trọn niềm tin từ ông thầy người Pháp. Do đó, Quang Hải có ít cơ hội và chứng minh rõ nhất là ở tiền vệ sinh năm 1997 không được ra sân một phút nào ở 2 trận đấu gần nhất. Tính từ đầu mùa giải, Hải Con có 10 lần ra sân cho VFC, nhưng số phút thi đấu của tiền vệ người Đông Anh chỉ vỏn vẹn là 224 phút, trung bình 24 phút mỗi trận. Dấu ấn duy nhất mà cựu sao Hà Nội FC để lại trong thời gian qua là bàn thắng trong trận đấu với Rodez cách đây hơn 1 tháng. Điều tồi tệ hơn, Quang Hải còn bị báo chí nước Pháp xếp vào nhóm 1 sao trong đội hình của VFC, nghĩa là màn trình diễn nằm trong nhóm top cầu thủ kém nhất đội bóng. Những con số trên cho thấy Quang Hải chưa thể hòa nhập với lối chơi của đội bóng, hay nói chính xác hơn, dường như Hải Con nằm ngoài kế hoạch của huấn luyện viên trưởng Didier Tholo tại VFC. Trong hoàn cảnh này, tiền vệ sinh năm 1997 phải nỗ lực tập luyện đáp ứng được những yêu cầu mà huấn luyện viên trưởng đề ra.
nhưng quyết định trở về Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2022 sẽ khiến cho Quang Hải bỏ lỡ 4 trận đấu với VFC tại League. Giả sử VFC có được thành tích khả quan ở 4 trận đấu đó mà không có Quang Hải, khi trở lại nước Pháp, ngôi sao của đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ không còn nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên trưởng Didier Thôlô hay các đồng đội. Bản thân tiền vệ sinh năm 1997 cũng sẽ phải bắt đầu thích nghi với toàn đội từ con số 0 tròn trĩnh. Khát khao cống hiến cho đội tuyển Việt Nam của Hải Con đáng được ghi nhận, nhưng trong bối cảnh hiện tại, nhiều người đặt ra câu hỏi rằng một giải đấu như AFF Cup có đáng để Quang Hải đánh đổi nhiều thứ đến như vậy hay không? Lửa thử vàng, gian nan thử sức, phía trước Quang Hải sẽ là thử thách cực đại, không chỉ đơn thuần là cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Màn trình diễn của tiền vệ 25 tuổi tại AFF Cup 2022 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội của anh tại VFC. Huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu đồng nghiệp Didier Thôlô của VFC cho Quang Hải về khoác áo đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022 và đã được chấp nhận. Yêu cầu của huấn luyện viên Park Hang-seo được đáp ứng, nhưng về chuyên môn thì đấy lại là canh bạc của ông. Nguyên do là thời gian dài qua, số lần ra sân của Quang Hải rất ít ở VFC và việc một cầu thủ ngồi dự bị suốt chỉ ra sân 5 đến 10 phút cuối hoặc có trận không ra sân thì rất khó để đánh giá được phong độ. Nghe tin Quang Hải được về thi đấu, nhiều người vui vì cứ lấy thước đo của một Quang Hải luôn là cầu thủ không thể thiếu khi đá cho Hà Nội FC và lên đội tuyển thì gắn bó ngay với các đồng đội. Nhưng cũng có nỗi lo là Quang Hải ngồi dự bị quá lâu lại đang phải thích nghi với kiểu đá của VFC và huấn luyện viên Thôlô, giờ sẽ phải trở về làm quen lại với các đồng đội ở tuyển. Nhưng việc Quang Hải được VFC mà cụ thể là huấn luyện viên Thôlô cho về cũng đồng nghĩa với việc câu lạc bộ hạng 2 của nước Pháp không đặt nặng chuyện Quang Hải là cầu thủ quan trọng của đội, như truyền thông vẫn cố khen Quang Hải sau vài phút được vào sân. Hoàn toàn khác hẳn với hai tuyển thủ Thái Lan Chanathip, câu lạc bộ Kawasaki Voltage và Supachok, câu lạc bộ Consadole Sapporo không được hai câu lạc bộ Nhật Bản cho về khoác áo tuyển Thái Lan đá AFF Cup. Họ nói thật rõ, chúng tôi cần họ để cống hiến cho đội bóng tham dự giải J-League 1. Quang Hải về vui thì có vui, nhưng sâu xa đó cũng có những điều bắt buộc phải suy nghĩ. VFC cho phép tiền vệ Nguyễn Quang Hải trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022. Giải đấu diễn ra từ ngày 20 tháng 12 năm 2022 đến ngày 16 tháng 1 năm 2023. Nếu Quang Hải cùng đội tuyển Việt Nam đi đến trận chung kết, tuyển thủ sinh năm 1997 sẽ bỏ lỡ 4 trận đấu của VFC. Cụ thể, trong thời gian diễn ra AFF Cup 2022, Leader cũng trở lại sau kỳ nghỉ World Cup 2022. VFC thi đấu 4 trận gặp Paris FC, Niort, Grenoble Foot và Bastia. Tối qua, ngày 16 tháng 11, VFC thông báo cho phép Quang Hải trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022. Đây là giải đấu không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA, nhưng đội bóng nước Pháp vẫn chấp nhận cho Quang Hải về khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam theo đề nghị của ông Park Hang-seo, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và cá nhân tuyển thủ sinh năm 1997. Theo huấn luyện viên trưởng Didier Thôlô, việc Quang Hải trở về đội tuyển Việt Nam đồng nghĩa với cơ hội thời gian thi đấu của anh tại VFC sẽ giảm đi. Dù vậy, nhà cầm quân người Pháp cho biết ông vẫn tin tưởng vào Quang Hải và mong đợi sự đóng góp của anh khi trở lại câu lạc bộ trong giai đoạn lượt về của mùa giải. Tính đến thời điểm hiện tại, Quang Hải đã thi đấu 10 trận cho VFC, tuy nhiên anh chỉ có 2 lần được đá chính. Tổng thời gian thi đấu của Quang Hải là hơn 200 phút, anh ghi được 1 bàn thắng và trực tiếp giúp đội nhà giành được 1 điểm. VFC cho phép Quang Hải trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên đội bóng nước Pháp chỉ đồng ý cho tiền vệ này rời đội từ ngày 15 tháng 12. Sau khi thi đấu với Colomiers ở Cúp Quốc gia Pháp cuối tuần này, VFC sẽ tạm nghỉ. Quang Hải và các đồng đội sẽ sang Thụy Sĩ tập huấn, sau đó tuyển thủ Việt Nam mới được trở về phục vụ cho đội tuyển quốc gia.